Kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả, cùng đồng hành kêu oan và giải cứu Hồ Duy Hải đã lên đến đỉnh điểm và cao trào từ lâu nay. Và hôm nay tôi nhận được bài viết của một giảng viên tại trường Đại học Đồng Nai. Nội dung bài viết rất thuyết phục, rất tâm huyết và rất thời sự, đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho cả cộng đồng, cho cả nền tư pháp nước nhà. Vụ án Hồ Duy Hải oan sai thấu trời, trách nhiệm giải cứu Hồ Duy Hải ra khỏi nhà tù hiện nay đã không còn là của riêng ai. Cứu Hồ Duy Hải lúc này là đã tự cứu mình, và cứu Hồ Duy Hải trong lúc này là đã tự cứu con cháu mình trong tương lai. Và hôm nay tôi xin trình bày bài viết của tác giả Hoàng Anh Khiêm, là giảng viên trường Đại học Đồng Nai, có nội dung và thông điệp như sau. Nội dung bài viết nói rằng ngòi nổ quả bom pháp lý chỉ cần một đơn kiện tư pháp đối với Long An là vu khống, tố cáo xét xử người vô tội là đã quá đủ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Tư pháp Quốc hội sẽ phải thụ lý và phải phản hồi sau một tháng theo luật định. Hồ sơ, chứng cứ, nhân chứng Hồ Duy Hải ngoại phạm đã được Liên đoàn Luật sư Việt Nam hỗ trợ pháp lý trong phiên tái thẩm. Và như vậy, thành công sẽ rất thành công. Vâng, thời điểm Hồ Duy Hải tự do sẽ như thế nào? Và Hồ Duy Hải được minh oan có nghĩa là hệ thống tư pháp từ Long An đến Trung ương đã vi phạm pháp luật, và chính ông chánh án Nguyễn Hòa Bình phải buộc tự cứu lấy mình và hệ thống tư pháp thoát tội danh giết người có tổ chức sau 15 năm sẽ được bãi nại. Và tuy nhiên, hiệu ứng domino sẽ xảy ra sớm và tâm linh quả báo đã và đang bị trừng phạt một cách rõ ràng và rành mạch hơn. Và yêu cầu khẩn cấp của giảng viên đại học Hoàng Anh Khiêm như sau. Tôi khẩn cấp kêu gọi bà Nguyễn Thị Loan phải làm đơn kiện tố cáo ba cơ quan tư pháp Long An đã vu khống, truy tố và bắt người trái pháp luật, xét xử vi phạm các nguyên tắc trình tự tố tụng hình sự một công dân vô tội. Các nhân chứng, các cái bằng chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải cần được hợp pháp hóa và được Liên đoàn Luật sư Việt Nam hỗ trợ pháp lý, và phải ký hợp đồng chính thức với một luật sư bào chữa trong phiên tái thẩm tới đây. Đơn kiến nghị, đơn kêu oan vừa rồi rất lan man và rối rắm, hay sai sót của các cái thủ tục pháp lý. Và như vậy, số lượng các nhân chứng, các văn bản, các luật sư tham gia đã không có những chữ ký sai ngày tháng và sẽ rơi vào tình trạng bị bác đơn hoặc bị trì hoãn. Và như vậy, kéo dài thời gian xem xét và không có hiệu quả pháp lý. Và như vậy, đơn tố cáo phải gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và như vậy sẽ được xem xét, sẽ được phản hồi hoặc thụ lý trong một tháng với luật định. Thứ hai là về phán quyết 05 của Hội đồng Giám đốc thẩm ở phiên Giám đốc thẩm vừa qua. Ở phiên Giám đốc thẩm ngày 8 tháng 5 năm 2020 đã tiến hành không đúng thủ tục pháp lý. Ông chánh án Nguyễn Hòa Bình đã vi phạm nguyên tắc hồi thị, nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Đó là ba kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là vi hiến. Trong đó, Hội đồng 17 thẩm phán đã xét xử trái luật, bị án Hồ Duy Hải theo thủ tục sơ thẩm, không có nhân chứng, không có chứng cứ, không có tang vật, không có luật sư chính thức bào chữa. Vì ở phiên tòa này, luật sư Trần Hồng Phong không được gọi là luật sư, không được giữ vai trò là luật sư, cũng không được giữ vai trò của luật sư bào chữa, mà chỉ đơn thuần là hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình. Đặc biệt, không có mặt bị án Hồ Duy Hải, đó là xử vắng mặt tội phạm với một cái tội danh tội nhân là phản quốc, và tử tội không được nói lời cuối cùng ở một phiên xử, với một cái phiên xử được cho là hình sự thông thường.
và tòa đã ra bản án trái luật là đồng phạm giết dí người. Tóm lại, quyết định 05 là vi hiến, không có giá trị pháp lý. Chủ tịch nước và Quốc hội phải có trách nhiệm bãi miễn chánh án Nguyễn Hòa Bình cùng hội đồng thẩm phán và tuyên hủy quyết định 05. Thứ ba là kiến nghị chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về cải cách tư pháp căn cứ diễn biến và thực tế từ vụ án Bưu cục Cầu Voi. Vụ án Bưu cục Cầu Voi là giọt nước tràn ly của khủng hoảng tư pháp, và giải pháp kết thúc vụ án rất là bê bối, rất bế tắc này chỉ có thể là thành lập ngay một ủy ban bảo hiến đặc biệt với sự tham gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có sự giám sát tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tố tối cao và kiểm sát tối cao, giải quyết dứt điểm các vấn đề về xâm phạm các hoạt động tư pháp và Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 sửa đổi. Vì cả ba cấp tòa đã xét xử vi phạm các nguyên tắc, các cái trình tự tố tụng hình sự đối với toàn bộ hồ sơ chứng cứ đã được cho là ngụy tạo và vi phạm pháp luật, họ ra những bản án trái luật gây oan sai và bỏ lọt tội phạm, cần tuyên hủy các quyết định vi hiến đã tuyên. Tổ chức ban chuyên án đặc biệt của Quốc hội, của Chính phủ, nhất là vụ 7 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng liên quan đến an ninh quốc gia, và tiến hành điều tra độc lập các cơ quan tư pháp từ tỉnh Long An đến Trung ương. Lý do là Bộ Công an cũng đã không còn trách nhiệm điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân Long An cũng không còn quyền công tố, các cấp tòa không còn quyền xét xử hoặc tái thẩm vụ án. Và như vậy, quyền công tố, quyền kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn đã, đang và sẽ bảo đảm tính hợp hiến và có hiệu lực pháp lý. Và đó là bài viết của giảng viên Trường Đại học Đồng Nai Hoàng Anh Khiêm, và yêu cầu rằng bà Nguyễn Thị Loan và gia đình đặc biệt lưu ý và rút kinh nghiệm xương máu, đó là không nên gửi trứng vào một giỏ, không gửi trứng cho ác, và cần tập hợp lưu giữ toàn bộ các cái chứng cứ ngoại phạm hợp pháp của Hồ Duy Hải, văn bản có thể là có ghi âm, có ghi hình, chụp ảnh, quay video và phải được công chứng, và cần ủy thác một bộ hồ sơ có công chứng cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc Ủy ban Tư pháp của Quốc hội để xem xét giải quyết ngay và luôn. Và đó là ý kiến tham vấn của giảng viên đại học Hoàng Anh Khiêm. Và sau đây nhân vụ án có một bài thơ của một khán thính giả cũng đã có gửi về chương trình, và nội dung bài thơ cũng rất là ý nghĩa, và tôi cũng xin đọc để chia sẻ cùng quý vị khán thính giả. Vâng, đó là lời trình bản án tại Cầu Voi. Đọc kỹ nhìn ra quá rạch ròi, xót dạ quan này mong thấu hiểu, 13 năm có đất trời soi. Kêu gọi lòng nhân ở chính quyền, công bằng để hải sớm đoàn viên, đau thương rút sạch dừng oan trái, để Tết dân lành khỏi đảo điên. Bác Trọng, bà Ngân hãy lắng tâm, hòa bình thiếu nghĩ đã nhiều năm, con dân gánh khổ lòng ôm hận, họ kết vòng tay chỉ lỗi lầm. Các vị thay trời quản chúng dân, tỏ tường lý sự kẻ cầm cân, trên ngay dưới phục sinh tài giỏi, đất mạnh bình yên việc rất cần. Thả Hồ Duy Hải thả về ngay, xoa dịu niềm đau ở lúc này, nụ thắm vui mừng quên cả hận, xuân tràn lực sống trổ điều may. Vâng, đó là bài thơ của một quý vị khán giả đã gửi về, cũng là chia sẻ nỗi đau, chia sẻ niềm tin, chia sẻ cộng đồng, và mong muốn Hồ Duy Hải sẽ về với gia đình, về với đời thường, về với mọi người, về với niềm tin, và như vậy nhân dân cả nước sẽ đồng hành, sẽ lấy lại cái niềm tin, tiếp tục gửi niềm tin vào chính quyền, vào đảng, vào nhà nước và vào một cái nền tư pháp trong sạch. Và như vậy nhân dân cả nước sẽ rất là vui mừng, phấn khởi và sẽ tin cậy ngày mai tươi sáng hơn. Vâng.
Kính thưa quý vị khán thính giả đã yêu thích kênh Thám Tử ở Danh Hay, vì sự chân thành và cởi mở và chia sẻ vì công lý, tác giả bài thơ Sái Công Lý đã gửi đến tôi bài thơ có tựa đề là Oan Trái Cầu Voi. Nội dung bài thơ toát lên sự trăn trở của tác giả, sự oan khiên của số phận Hồ Duy Hải, sự oan nghiệt của một gia đình truyền thống theo cách mạng. Bài thơ đã lột tả toàn bộ những góc khuất của sự thật, đã phơi bày hết những mưu mô, những mánh khóe của bàn tay không sạch, đã nhúng vào vụ án và sâu xa hơn là làm xói mòn niềm tin của nhân dân, làm xói mòn đạo đức công vụ của một số cá nhân đã thoái hóa và biến chất, đã làm lũng loạn một bộ phận không nhỏ những người thực thi công vụ trong suốt thời gian vụ án xảy ra. Và điều quan trọng nhất là làm mất cái uy tín đối với nhà nước, đối với đảng và đối với tổ chức chính trị xã hội khác. Và chính điều này đã làm giảm đáng kể vào niềm tin của đông đảo cử tri và đồng bào yêu chuộng sự công bằng, yêu chuộng công lý của cả nước. Bài thơ tuy không dài nhưng cũng đủ đã lột tả được cái quá trình mà Hồ Duy Hải lê chân với những chiếc gông cùm trong suốt 13 năm qua. Chiếc gông cùm ấy đã lê lết khắp các cái nẻo đường ở những phòng biệt giam. Cái nỗi oan khiên đã song hành cùng sự vô nhục đã khiến cả gia đình bà Loan rơi vào bi đát, nhưng không ai khác, chính họ đã rất kiên cường, đã rất dũng cảm đấu tranh giành giật lại những hy vọng, và chính họ đã thổi bùng lên cái luồng gió mới vào nhận thức cộng đồng, nhận thức của nhân dân và nhận thức của mọi tầng lớp trên cả nước. Và chính bài thơ cũng đã nói hộ cho rất nhiều nhân sĩ trí thức trên cả nước rằng rất nhiều điều cần phải được làm sáng tỏ, và rất nhiều nhân dân ở khắp mọi tầng lớp chính trị xã hội. Bài thơ đã lan tỏa tình con người, lan tỏa sức mạnh đoàn kết của dân tộc và sức mạnh vào niềm tin trong số đông những người yêu chuộng sự thật. Và bài thơ cũng toát lên rằng hãy chỉ làm người thực sự tử tế dù chỉ một lần. Đó là thông điệp của tác giả bài thơ. Cho dù tôi đã gửi một đồng chí cựu chiến binh ở Long An thay mặt nhân dân, thay mặt những người yêu công lý, thay mặt những người yêu chuộng sự thật khách quan, đã đọc bằng giọng miền Nam, đọc bằng hồn của một nhà thơ, hồn thi sĩ, nhưng theo yêu cầu của quý vị khán thính giả, theo yêu cầu của số đông và cũng theo yêu cầu của chính tác giả, để lan tỏa, để mọi người cùng chia sẻ và mọi người cùng đồng hành, thì một số khán thính giả khác yêu cầu một cái giọng miền Bắc, thì tôi xin mạo muội được đọc lại bài thơ của tác giả Sái Công Lý, và thay mặt cho anh tôi đọc cho quý vị khán thính giả trên khắp mọi miền của Tổ quốc được nghe, được hiểu, và họ sẽ cùng đồng hành cùng gia đình bà Loan sẽ đi đòi công lý đến hơi thở cuối cùng, như lời của bà Loan đã thổi vào niềm tin và để cho mọi người làm chỗ dựa cho anh Hồ Duy Hải vượt qua cái khoảnh khắc khó khăn nhất, đó là vượt qua chính mình bằng mọi điều có thể. Và tôi xin phép được đọc bài thơ như sau. Bài thơ Oan Trái Cầu Voi do tác giả Sái Công Lý viết. Lịch sử nền tư pháp sẽ ghi lại muôn đời về vụ án cầu voi công lý đang hấp hối. Ông Bình thao thao nói, hùng hồn giữa công đường, Hải không ở hiện trường, không thể nào kể được. Vậy tôi xin cá cược, có thể lập công ty chuyên giết người còn gì, giết xong về kể lại.
Tôi nhớ rồi, Nhật Đại, kẻ giết là chính mình, miễn kẻ đúng tình hình, như hiện trường nếu hỏi. Bởi như ông Bình nói, không ở hiện trường mà, sao tôi kể được ra, phải thế không ông hỡi? Còn các bản nhận tội, tôi viết sẵn bằng lời, vài trăm bản hẳn hoi, chứ 25 hơi ít. Ông nói như con nít, trước Quốc hội nghị trường, những trí tuệ vô thường đã nghe ông cao giọng. Ở thời điểm quan trọng, Hải đều nhận tội mà. Câu nói này lòi ra một vài điều khoác lác. Tức ở thời điểm khác, Hải có nhận tội đâu, ra tòa chối một câu, về tù tao cắt tiết. Nên giết người cứ giết, tôi nhận tội thay cho, tôi nhận hết khỏi lo, thời điểm nào cũng vậy. Bà Kim Ngân che đậy, giống ông Trương Hòa Bình, khi nói với dân tình, oan hay không chưa biết. Có nghĩa là phủi tiện phiên giám đốc của ông, thành ra ông của công bày chiêu trò ma mị. Ông mang nền công lý ra công đường hiếp dâm, nó đành mặc váy đầm lúc mang thai ông ạ. Mà công an cũng lạ, điều tra viên Trung Phong nói dối cũng không xong, lúng túng và lẩm cẩm. Trong phiên giám đốc thẩm, hai ông đứng giải bày, hiện trường không vân tay, do Hải tay đã rửa. Bởi rửa tay như rửa, sạch thì bình thường, sạch tay thì bình thường, chứ vân tay hiện trường vẫn in đâu nằm đấy. Các anh nói như vậy, tâm lý phạm tội thôi, thông minh mấy cũng lòi, cái sai khi dối trá. Tôi hỏi các anh nhá, cho tôi mượn một hôm, vợ anh để tôi ôm, vài tháng sau bụng chửa. Tôi cũng làm như rửa, tôi đem rửa của tôi, là sạch dấu vết rồi, thai vẫn con anh chắc. Dân tình đang thắc mắc, hơn trăm dấu vân tay, đã đem giám định ngay, không phải là của Hải, nên dân tình sợ hãi, Hải siêu phàm đúng không? Hơn cả Tôn Ngộ Không, về thần thông quảng đại, để của người khác lại, xóa nguyên vân tay mình, thì quả là linh tinh và quá vô liêm sĩ. Thật tận cùng phi lý, khi các anh nói điêu, cầu voi người qua nhiều, mới nhiều vân tay vậy. Thế mọi người qua đấy, đều sờ cổ vân à? Lavabo nữa nha, vân tay toàn máu bết, nghĩa là khi vân chết của hung thủ thôi mà, đâu phải nhiều người qua để lại vân tay ấy. Thớt, dao thì càng bậy, các anh đem đốt đi, vậy hung khí là gì? Gấu bông hay cây gối? Dù đồng lòng nói dối, nghịch lý vẫn thòi ra, bởi sự thật ấy mà, không có ai chôn được. Các anh còn ép buộc là vật đồng dạng thôi, thế sao cái ghế ngồi không cho đồng dạng nốt, mà các anh lại chốt mã số giống y chang? Các anh đâu ngờ rằng lộn bà hai ký tự. Giao các anh cái cự, nhét bảng sắt đường đi, bảng kê mổ tử thi, sao rau không rơi xuống? Các anh còn cà cuống định họp báo lừa dân, nhưng vô lý muôn phần, giờ ỉm luôn khỏi họp. Bút lục thì sao có, cái thì sửa bút bi, cái thì ém nhẹm đi, cái chèn ngày sửa tháng. Vật chứng đều mất dạng, lấy nhẫn của người em, rồi đánh lận con đen là vàng đi ăn cướp. Suy người ta tội hiếp, thế tinh trùng Hải đâu? Chỗ sờ soạn rất sâu, sao vươn tay lại mất? Đem đốt hung khí thật ngay cạnh xác nạn nhân,
lại đi hốt tro tàn, tận đâu đâu làm chứng. Hung thủ ngu gì đứng, dắt dao trước bụng mình, rồi lấy ghế linh kinh để giết người như thế. Mà giết người bằng ghế, phang chỗ cái mặt ra, chắc Vân sẽ cười khà, anh đánh điêu em hử. Mà phang dù đúng cỡ, Hải cũng phải gặp người, bộ ngọc hành đỏ tươi, khéo đứt từ xuống đất. Nhân chứng giờ nói thật, tôi có biết Hải đâu, mất căn cứ ban đầu, lý do gì bắt Hải. Chữ ký thì toàn nhái, biển xe thì ghi chèn, nội dung thì viết thêm, nên hồ sơ sai tất. Sai nhưng mà bản chất vụ án vẫn giữ nguyên. Tôi đồng ý điều trên, bản chất lừa không đổi. Anh dân phòng cũng tội, việc ngay trong ấp mình lại bị người ta khinh, dùng dân phòng ấp khác. Giờ chết thì lịch lạc, cô Vân đã thành ma, vẫn dùng được tiền ta ra cây xăng mua trái. Ông nghị đương thì lái, Vân Hồng ai đẹp hơn. Ông phán Hải xanh rờn, vì lời hay vì dốt. Người ta đã bỏ sót cả tiệm vàng Kim Long. Nghị có tồn tại không? Hỏi họ ra tức khắc. Người ta còn thắc mắc về ông Đinh Phú Hùng, dám khẳng định Vân Hồng không có chìa lầu một. Nhưng bản án lại chốt rằng Mi Son yêu Hồng, từng sống như vợ chồng, ở ngay trong bưu điện. Nơi này quả rất tiện, Vân cũng ngủ đó mà, có nghĩa là cả ba cùng ngủ nơi tầng trệt. Vậy Son Hồng mê mết, ân ái dưới tầng lầu, thì Vân trốn đi đâu, hay cũng vào chung trạ. Phụng Hiếu giờ cũng lạ, biệt tích đã bao năm, Thu Hiếu cũng bật tâm, khéo là công an tất. Anh còi thì biến mất, chắc né án đá gà, đành im miệng dù là biết thừa không phải Hải. Bà Nhanh thì lại nhải, bằng niềm tin nội tâm bà tím bầm khi quyền tiền va chạm. Sai cả từ người bạn, luật sư Út Biện Minh, camera an ninh lộ ra nhiều người chết. Nhưng nếu ông nói hết, luôn ra giữa ban ngày, chưa chắc đã chết ai, ông giấu đi mới vậy. Mười mấy người chết đấy, ông chưa ngộ ra à, còn chết tiếp nữa mà, nếu như ông còn giấu. Mi Son thì buôn tẩu, ích kỷ sống cho mình, mặc oan hồn người tình, làm nam nhi có xứng. Kết tội không nhân chứng, không một dấu vân tay, vật chứng thật đốt ngay, quả thì quả là dối trá. Hỏi có bao người đã bàn tay bị nhúng chàm, những việc họ đã làm thoát làm sao quả báo. Rồi sau này con cháu ra đường mặt phải che, bởi tai họ đã nghe ông cha mày phá nước. Cái mất và cái được còn chưa ngộ nhận ra, đừng đổi lấy xa hoa bằng lòng vua liêm sĩ. Công lý là công lý, ông Bình Nhưỡng nói rồi, nhân quả sẽ đến thôi, chúng ta cùng chờ nhé. Vâng, xin chân thành cảm ơn tác giả, chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị khán thính giả. Đi đám tang nhà cô á, là cái đêm đó đông lắm, Hải nó lợi nó phụ, coi như nó phụ, nó không có ngồi bạn người ta. Ngồi rất muốn được mời. Dạ, ngồi rất mời khách. Dạ. Này à, lần này con à, con đến gia đình của cô ở nhà là cô là tên Lan thứ tư. Dạ. À, để hỏi những cái thông tin để cô nói để giúp cho, gửi cho luật sư Trần Hồng Phong để có cơ sở để cung cấp cho cơ quan chức năng làm cho vụ án này nó sáng tỏ. Dạ cô Tư cho con hỏi rằng cái đêm mà đám tang mà để ngày mai chôn, cái đêm đó đó cô,
cô công việc nhiều nhưng mà cô có loáng thoáng có thấy được em Hải, em Nguyễn Hồ Duy Hải con của chị Loan có vô dự được không? Vô đây. Dạ. Bối rối chứ là chị nó là có ấn tượng hồi xưa nó đi học. Dạ. Đi học cái rồi dòm nó thấy nó được cai lịch sử dễ cưng lắm. Dạ. Đó rồi thấy dòm thấy nó ổn. Hai anh Hải nó học ở thành phố nó về kìa. Nói là bụng thôi chứ không nói ra. Dạ. Cái bụng mình mà ta nói mình bối rối dữ lắm. Dạ. Nó nói vậy đó. Dạ. Dòm thì thấy nó dòm mà gật đầu thôi. Dạ. Cái gì? Hải nó nói là nó tới đây thì dắt đó, tôi cứ nhớ là nó sớm hay là nó khuya hay là nó khoảng khoảng mấy giờ của cô? 7-8 giờ là tới đây rồi. 7-8 đây. Mà nó tới đây rồi nó đi nó làm công. Dạ rồi nó có công cô thì cô chắc cô không nhớ nhưng mà có một số người nói nó tới nó phụ này phụ kia. Mời người này, mời người kia. Dạ. Đó. Chứ nó không phải là ngồi vô nó giữ đó, đó. Dạ nó ngồi. Đi tới luôn như là thân thích trong nhà vậy. Thân thích trong nhà vậy. À. Dạ. Có người nói nó phụ đây hình như có bé Tư á, Hiển á nó cũng nói là nó có phụ là đây là nó phụ chứ nó không ngồi bàn, bé Tư thì cũng ngang với Hải. Ngồi bàn mà nó phụ nó mời khách. Cái này. Là trong cái gia đình này bối rối quá thì nó phụ. Dạ nó phụ, giống như mấy đứa nhỏ nó rồi ở sớm là phụ. Chứ cũng không ai quy định là cái gì hết. Dạ. Dạ. Thì mình thấy vậy. Hải tư ở đây thì hồi Hải đây cô tư chắc biết nó đi nó như cô là Hải kia xưng hô sao? Kêu cô là bằng gì? Bằng gì? Hải gặp cô ngoài đường nó hỏi dạ chào gì? Nó dạ. Nó lịch sự không cô? Nó lễ phép không cô? Rất là lễ phép. Rất lễ phép. Không dạ. Có đụng má, đụng mẹ ai chứ rất dễ thương. Dạ. Không có cái gì trên cậu á. Dạ. Giờ mà ai thấy hồi lúc nhỏ đi học mọi ơ cái tép mà nó mát cho đường nó đi rồi thấy cưng liền á. Dạ. À. Giờ có người cái mà mình phải nói nó sao. Dạ. Có người cái mà lịch sự quá đi. Dạ. Kiểu như thế đó. Con của người ta mà cầm đứng ta là không có cái gì hết trơn. Dạ. Nó vậy đó lịch sự. Rồi mình thấy nó rồi lúc trong nhà rồi sao để ăn mặc sơ sảnh vậy đưa về tới chỗ cầu ta ngang đó. Dạ. Rồi đó bác sĩ sanh làm ở đó đó tắt máy xe rồi giá giảm quá trời anh nên cho anh về tới nhà đi anh để đây tắt máy làm sao mà về tới nhà. Dạ. Giá đã đầu cả 10 phút rồi cái xe mới chịu hoạt động chạy về tới đây. Dạ. Chạy về tới đây tới cái đầu đường chùa Thiên Phước á. Dạ. Chùa Thiên Phước mà nó cũng tắt máy luôn. À. Tắt thêm lần nữa. Tắt lần nữa. Tắt lần nữa. Rồi cái em mấy ông trong này là chạy ra phụ. Dạ. Ra nó chứ ông này muốn khiêng vô nhà à, sao không muốn chạy xe vô làm sao vậy. Đó rồi mới khiêng vô nhà. Dạ. Rồi một hồi ở ngoài ông rồi cái khiêng rồi cái ngoài xe ta chạy được. À nó cũng ra lạ ha. Gì dạ. Đâu không biết nữa. À sau này nó lạ dữ vậy cô. Ừ, hai chập luôn đó. Dạ. Rồi về tới nè. Bây giờ ai khách khiếp mình tôi cũng không biết được luôn. Dạ. Tại vì lúc đó chú nhà chú Tư hồi xưa bệnh lâu không bệnh. Trời ơi, nó có bệnh đâu. Dạ. Ngày anh đi chơi với mấy nhỏ em ở ngoài Phan Thiết. Dạ. Yeah. Đi chơi ở ngoài đi cũng như đi ra Phan Thiết rồi đi biển chơi với nhỏ em. Thằng em rể làm bác sĩ ở ngoài. Dạ. Yeah. Nhỏ em gái thì ở đó rồi cái đi ra ngoài tắm biển. Dạ. Yeah. À, biển rồi cái ông bị cảm. Bị cảm hả con? Cảm rồi cái thằng em thì nó là bác sĩ. Cái yeah. Là cho uống thuốc men này hết rồi. Dạ. Yeah. Rồi ra để chơi mấy ngày nó về. Yeah. Về xong rồi cái sau đấy nó hơi khó chịu quá. Yeah. Cho bác sĩ Hưng khám. Bác sĩ Hưng nói chắc anh uống thuốc nhiều quá, hút thuốc nhiều quá sợ cái phổi có gì vấn đề. Dạ. Yeah. Mà ở thủ thừa này hồi đó không có chụp hình. Chưa chụp hình hả cô? Chưa có. Dạ. Yeah. Chưa có. Thấy em bác sĩ Hưng phải giới thiệu xuống ở Long An chụp hình.
Dạ. Đó, xuống đi Long An chụp hình về là không có gì chơi, thổi phiết gì không có gì chơi. Dạ. Rồi về tới uống thuốc. Uống thuốc có khoảng 3 giờ. Ông nói em ơi sang giờ anh thấy anh mệt quá. Dạ. Nói, thôi giờ để điện thoại với phó giám đốc bệnh viện Long An. Bà nhiều. Đó rồi điện thoại bác số. Dạ. Thì hơn là chưa ai bắt hết. Rồi bắt số được số 1. À vậy là số đầu tiên luôn hả đầu cô? Đầu tiên. Dạ. Cứ xuống dưới cái là siêu âm ba chiều. Dạ. Siêu âm ba chiều cái bạn hỏi bác là bác bắt ở đâu? Nói tôi ở xã Hiền Thành á. Dạ. Bác à. Thôi bây giờ cái máy con nó hư rồi. Nó không có được rõ. Bác về ghé bệnh viện đi. Bác về chỗ ngon ghé bệnh viện đi kiểm tra lại coi. Dạ. Về cái ghé bệnh viện cái kiểm tra. Chưa rồi mới ngồi băng ca đá. Bằng nãy giờ chú vô đó. Dạ. Cái tự nhiên mệt lên. À, mệt lên. Mệt lên cái là vô cung cấp liền. Dạ. Rồi cấp cứu nó có đỡ hơn ngoài là nó sao? Rồi 3 tiếng đồng hồ mới tỉnh. Tỉnh mới đưa lên trên phòng hồi sức ở trên lầu 1. Dạ. Đó, lên trên nằm được đêm. Đêm rồi cái mấy cái chiều giờ này mấy bạn bè rồi xuống thăm. Dạ. Nó nói trời đất ơi, thì ngày mai tôi về chứ có gì đâu mà thăm cái gì không biết. Cái nữa. Đó là chú nói luôn. Nói luôn. À là chú khỏe là rồi. Cũng tầm tầm giác giờ hả cô? Cũng tầm tầm giác giờ. Dạ này, chập chọn à, tỉnh. Tại vì ở trên này họ đi xuống, họ đi làm mà đi làm đâu giờ nó họ mới xuống đó. Dạ dạ. Đó. Rồi cái mấy người đã về khám rồi. Ừ. Đâu có gì đâu, không có gì trên á. Dạ. Cái rồi về... ở trong rỗng đó rồi mới đi đâu có trong lòng phòng đó là ta đâu cho uống sữa không được chứ mình đâu có cho gì ăn được. Dạ. Không biết ăn gì đâu. Cái đó là vẫn còn trong phòng cấp cứu hả cô? Đúng rồi, cấp cứu. Dạ. Rồi cái là không có gì thì vô nước biển rồi này thì cho đâu thôi. Dạ. Rồi tới 11 giờ. Cái tôi ra thăm thì thấy cũng tỉnh queo, không có gì chứ. 11 giờ đêm hả cô? 11 giờ đêm. Dạ. Tôi trở vô nằm cái bà kia mới nằm chừng chưa đầy 1 phút cái bà kia nó. Bà ra, ổng đưa cấp cứu rộng á. Dạ. Hết hồn hết vía luôn. Hết hồn đái còn buồn luôn, hết hồn vía gì. Ờ. Lúc đó thì cô nằm ở ngoài. Ở ngoài. Dạ dạ. Ở ngoài. Đấy. Người ta đâu có cho mình. Ở cái nhà. Dạ dạ. Rồi cái lúc đó cứu cấp không được rồi kêu là mới đào rộng đi luôn. Là vậy là chú mất vào lúc khoảng 11, 12 giờ. 12 giờ. 12 giờ đêm. Cứu cấp đã đời rồi. Là. Dạ. Coi như đi ngọt ngào vậy, đi nhẹ nhàng vậy luôn á. À. Tại vì hồi cô ở ngoài là cô nghĩ là ổn rồi. Ổn rồi. À, mà buổi chiều là mấy người xuống thăm mà chú nói về đi mai tôi về chứ gì. Đó, đó, dạ. đó. Mà bác sĩ cũng không có cảnh báo mình gì hết, nói chung là cũng im. Bác sĩ Hồ nói, tới chừng mà sau cùng bác sĩ Hồ mới nói là ổng đông mạch máu tim. Đông mạch máu tim. Là đi đột ngột, bây giờ tổng thống cũng phải chết. Ừ. Dạ. Chứ không phải riêng gì cái ông Hồ Chi này. Dạ. Ông nói vậy. Nói vậy mình cũng còn cái dạ. điện mã mũi chứ trời đất ơi. Dạ, nó đột ngột quá. Cái chú ở đây ai kêu chú là chú Tư Lan. Nhưng mà thực ra chú là chú Hồ Chi. Hồ Chi. Nhưng mà có một cái gì này cô, ở đây á. Không thưa. Ai cũng hình như không ai biết chú là Hồ Chi hết. Đúng rồi. À cứ ông Tư Lan, chú Tư Lan rồi bác Tư Lan không à, không ai kêu gì hết đó. Đúng rồi. Dạ. Đó như vậy. Dạ. Thì ổng là người ở ngoài chợ Tử Thừa. Dạ. Dạ gấp Tử Thừa. Cô Tư năm nay bao nhiêu tuổi cô? 70. 70 cô hồi gái chắc đẹp lắm, nhìn nét giờ cũng còn nét là đẹp. Dạ, dạ đẹp. Cô đẹp lão. Cái vậy là chú mất rồi cái ngày đi chôn á cô, là sáng đi chôn là cô có nhớ là khoảng mấy giờ mình động quan mình lúc đó chắc cô cũng quá nó tinh thần nó cũng gái được thì nó biết nhưng nó đi làm chưa về. Dạ.
Nhưng mà là đi chôn là buổi sáng hả cô? Trong buổi sáng, dạ, buổi sáng ngày 14 thì khiêng qua. Thì cô lúc đó cô có kể lại là hình như có một cái tình tiết cô kể là ngày đó là sao cô đi rồi như thế nào, cô có nhớ nhớ thấy Hải đâu, cô kể lại coi sự thật đó. Tại vì hồi lúc mà con đường này đi bọc Chùa Thiên Phước qua, yeah. Rồi cái là trời khô, tháng gì khô eo à. Tháng đó trời khô chính xác là dạ, dạ. Đúng rồi. Ừ. Thì băng xéo qua chỗ cái dòng mã mà chỗ chôn ổng đó, dạ. Chú có thấy không mà đó? Dạ con có đâu? Con có ra rồi, con đó. Có dạ con có chụp xéo gì đó. Thì tôi mới vừa bước xuống là tôi thấy thằng Hải nó đương khiên với người ta. Dạ, đương khiên người ta. Vậy là cho con hỏi thêm cái này, có nghĩa là vậy là người ta khiêng hàng đi trước, người ta khiêng hàng đi là trong lúc khiêng là có nó ở đây rồi mà tại tôi không để ý. Dạ. À, nhưng mà cô ấy thì cô đi hướng cô vòng qua chùa Thiên Phước bên tay phải mình. Thì cái lộ trình nó đương đi ra thì nó mới vậy. À rồi cô đi phía sau. Đi phía sau. Dạ. Rồi cô đi ra thì cô đi ra trên cái trường đi, hồi đi ở đây là cô đã có thấy Hải tại nhà này rồi. Tại nhà rồi. Nhưng mà trên trường đi thì mình cứ đi thôi. Rồi khi nào cô? Khi bước xuống là chỗ cái nhà là nằm ở chỗ mà Chùa Thiên Phước có cái nhà đó. Có cái xuống đó. Xẹt xuống đi tắt xuống tại đó đường khô mình đi tắt xuống luôn. Đúng rồi. Là vừa bước xuống thì lúc đó cô có thấy Hải. Hải. Nó làm cái gì cô? Nó đứng nó phụ hay là nó làm? Nó khiêng luôn. Trời ơi. Tội nghiệp nhỏ. Nó bận cái bộ đồ mà đạo kỳ á, bận bộ đồ đen. Mặc đồ đen luôn hả? Mà nó chắc tôi sự ghê vậy đó. Ủa? Vậy là cô phải cho con hỏi thêm cái này nữa là vậy là mình đi khiêng cái đó là mấy người phải mặc đồ đen hết hả cô? Đúng rồi. Đạo tỳ hả? Đạo tỳ. Ví dụ như khiêng 8 người là 8 người đồ đen hết. Ừ. 8 người là 8 đồ đen hết. Con vậy nhưng mà đạo tỳ này là sao cô? Là ai? Là trong cái nhóm đạo tỳ hay là? Đạo tỳ là cái nhóm bên Chùa Thiên Phước. À, vậy là Hải không lẽ nó có trong nhóm đạo tỳ cô? Không có, tại nhà đi đó rồi đó, người ta cho nó bận luôn luôn. Bận luôn à, à. À. Nó coi như nó phụ khiêng, người ta cho nó bận luôn. Bận luôn. Dạ, cô nhìn thấy nó. À. Dạ. Thì trong cái tớp khiêng đó là cái người nào cũng không thấy như con người nó cái tướng không có sang trọng. À. Thấy nó là cái tướng trong mình đó là nó khác, khác người ta khác, đi. Khác. Vậy là lúc đó cô cũng hơi bối rối nhưng mà cô cũng ấn tượng cái đó này. Dạ, ấn tượng là cái thằng này nó khiêng mà nó nhìn nó thư sinh quá, trắng đẹp. Tại lúc đó Hải mới có hình như nó mới có 22-23 tuổi. Dạ. Dạ. Chú Hồ Chi Phát khi mà biết lại là chú Hồ Chi thì ai cũng nói rằng trời ơi ông Hồ Chi này ông xuất hiện ông cứu thằng Hồ Chi Hải. Thì cái đó là cái người ta bình luận như thế. Nhưng mà mình đi, mình nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng có cái cơ duyên đúng không? Nó cũng có cái cơ duyên. Và ví dụ như cô nhớ ra vậy, nó cũng có cái lý do tại sao cô nhớ. Thì cô nói cũng, con nghĩ là cũng đúng. Tại vì mình tự nhiên ấn tượng, mình thấy cái đây. Dạ, thì cái, dạ. Má nói là trời đó, con dạ. Khổ gì con? Khổ gì con? Con nếu mà con cô Tư cho con hỏi cái này, nếu mà cơ quan chức năng hoặc là luật sư bảo vệ quyền lợi cho em Hồ Duy Hải á, nếu có nhu cầu là xác thực cái này, có nghĩa là xác thực cô Thư thấy như vậy, nãy từ nãy cô Thư trình bày á, thấy cái hẳn nhiên là thấy sao mình nói vậy, thì cô Thư có dám xác thực đúng sự thật đó là sự thật thì đó là sự thật chứ còn gì nữa. Dạ là dạ thì không, cái này là ví dụ như ý là con hỏi vậy thôi. Dạ ý là con hỏi vậy thôi, ví dụ luật sư nói thì chị thấy vậy, chị cũng xác nhận cho đúng vậy, chị ký xác nhận, tại xác nhận bằng cái tay á, bằng chữ ký á, thì đâu có gì. Dạ thì này con nói dự kiến vậy thôi chứ ghi vậy là cô nói vậy là bằng người thật việc thật rồi, còn gì bằng nữa. Dạ thôi. Dạ giúp cho nó về đi, trời. Dạ mẹ nó đi. Dạ cũng bà, gì nó còn khổ nữa. Dạ. Bán hết nhà hết cửa rồi chạy. Dạ thực ra là
con cũng trình bày với cô là những người đi trong đám tang này hồi trước vì nhiều lý do thì con không có biết, nhưng mà đến thời điểm này thì hình như là tất cả đều làm chứng hết, người ta thấy hồi hải sao người ta nói y chang vậy luôn, giống không, giống y chang như cô nói luôn, không ai nói khác hết. Có nghĩa là thì có người nói là người ta không chính xác là 8 giờ chính, nhưng mà ta nói khoảng 8 giờ ta thấy hồi hải tới khoảng 9 giờ làm cái gì thì người ta tả là rất là tương đồng mà rất là nhiều người thấy. Vậy là cô nói hôm nay nữa, cô là người thấy mà lúc cô á là đúng ra là cô lúc đó là mình tư tưởng mình ấy, nhưng mà cô vẫn nhớ là gặp thằng Hải. Dạ. Đi xẹt ngay cái nhà đó, đi xẹt ra đó. Xẹt ra là ngay cái chùa Thiên Phước, xẹt ra cái nhà đó. Dạ. Chỗ cái đám ruộng xẹt qua rồi đó, cô quay rồi. Dạ. Dạ. Cũng là cái duyên cái nghiệp ha cô ha, nhưng mà cũng mong rằng em Hải nó dạ nó, nhưng mà bây giờ cô cũng Hải kêu cô bằng gì gì dạ cô mong nếu mà Hải được thả về thì cô mong nó chừng nào thả về, ngày mai hay là tháng sau? Thả sớm thì nào thả sớm dữ lắm rồi. Dạ. Sớm nào tốt hơn mấy. Mấy năm dạ. Cho nó về cho nó thoải mái trời. Dạ. Thấy thương quá trời. Cái vụ án đó thì người ta nói là hồi với Hải tới đó giết người vào lúc 8 giờ rưỡi tới 9 giờ, mà trong khi ở đây 8 giờ rưỡi 9 giờ thằng nhỏ ở đây. Thì đi đâu mà giết người ở dưới đó? Mà cái tướng nó cắt cổ gà còn không xong mà nó đi cắt cổ ai. Dạ. Mắt to tròn, nó ngó mà thấy như hai viên bi. Dạ. Mà trời nó làm gì nữa mà nó giết nó hai ba đứa. Dạ. Còn giờ không biết nữa. Dạ. Con cảm ơn cô Tư rất là nhiều. Dạ, con xin phép con lên thắp nén nhang xuống. Dạ, con làm mất cơ. Đây là cái nhà này. Đây nhà cổng nhà chính. Chính nhìn ra đây. Đây là cái bàn vọng thiên. Thiên. Bên tay trái này là cái bàn mà anh Vinh nó ngồi với các bạn ở đây. Phía đây là cái kinh các bạn. Xác nhận là đúng không các bạn? Đây nhà của Tư Lan. Anh chào em. Dạ, em chào anh ạ. Em có liên lạc số điện thoại của anh á. Thì bữa nay anh em mình cũng đã có trao đổi tên tuổi rồi, nhưng mà thôi em cũng cho anh hỏi em tên gì. Dạ, em Nguyễn Thế Vinh ạ. Vinh hôm nay mấy tuổi Vinh? Dạ, em nay 43. Em sinh năm mấy? Em sinh 1979 ạ. 79 hả? Dạ. Anh cũng có hồi em điện thoại thì anh cũng có hỏi là em cũng ở ấp 1 Nhị Thành phải không Vinh? Dạ, em ở ấp 1 Nhị Thành. Cái thì hồi em điện anh á thì em cũng có trao đổi sơ rồi, thì thôi mình cũng trình bày sự thật là ý em muốn trao đổi anh là nội dung cụ thể bữa nay là cái gì? Dạ, nội dung này em gặp anh là em để mà nói gì nha. Trao đổi nội dung là cái đi sĩ nhà vụ án là em có gặp giải diễn thánh tang của Tư Lan ở ấp 1 xã Nhị Thành. À, là vậy là đêm đó em cũng có đi đám tang. Dạ có ạ. Nhưng mà em đi thì nếu vậy thì em phải nhưng mà từ trước tới giờ rồi công an lấy lời khai mấy lần rồi, mà lấy ở đâu? Từ cái đêm 13 tới giờ là anh có đọc trong bản cáo trạng. Thì Hải khai ngày 20 tháng Giêng năm 2008 thì Hải khai là khoảng 8 giờ đến 9 giờ thì Hải có đi đám tang.
thì Hải có gặp một số người trong đó. Như vậy thì nếu mà vậy thì khi Hải khai xong thì cơ quan chức năng nó như thế nào, có lời lấy được thay em không? Dạ, từ hồi mà em giữ nắm tay cái gặp hồi với Hải á, là tới tận bây giờ là chưa có cơ quan pháp luật nào đến hỏi thăm em được có việc tính để gặp hồi với Hải giữ nắm tay hay không. Trời ơi, kể cả bên công an huyện, công an xã. Dạ, chưa có một ai hỏi em về vấn đề có gặp hồi với Hải thì nắm tay giờ đi không nói không. Không có một cái giấy mời nào mà cũng không có triệu tập em luôn, cũng không dạ, có gì luôn. Có. À, em nói hoàn toàn sự thật 100%. 100%. Thì hôm nay trình bày vậy thì anh tin tưởng rằng em phải trình bày 100% sự thật rồi. Đêm đó em có nhớ lại là em đi đám ma vào khoảng mấy giờ không? Dạ thì tầm khoảng 19 giờ. Em cứ trình bày thật đi, cứ dạ. Em nhớ là coi em nhớ là trình tự nam cứ cố nhớ lại thật chính xác. Nói chung là nói mình chung là khoảng 19 giờ đi, em dự đám tang của ông Tư Lan đến sớm á. Em đi từ đâu? Em đi từ nhà vợ em là thị trấn Thủ Thừa. Vậy là cách ở đó khoảng 4 cây mấy số, 5 cây. Khoảng 4 vậy là đó là bên vợ em hả? Bên vợ. À rồi. Em đi đó cũng khoảng chắc cũng 10 phút em ha. Dạ đúng rồi. Em vô khoảng đó khoảng mấy giờ? Dạ thì tầm khoảng ở nhà đi 7 giờ thì tới đó khoảng 7 giờ 10, 7 giờ 15. Dạ, đúng rồi, khoảng sửa đi. À. Ngoài 7 giờ là em có mặt ở trong đám tang rồi đó. Ngoài 7 giờ là có mặt đám tang. Ừ. Thì em vô xong rồi diễn biến như thế nào? Em làm gì em trình bày đi. Khi vô đám tang thì em có lời viếng. Sau đó là cũng có ngồi bàn uống trà. Và sau đó là cũng có nhâm nhi rồi tâm sự rồi và chia buồn cùng gia đình của ông Tư Lan. À. Nhâm nhi thì nếu mà nhâm nhi thì nhâm nhi với ai trong bàn đó? Nhâm nhi như bạn đó là ở sớm em chẳng hạn như là với Tư là trong bàn của em luôn hả? Dạ, bạn. Em nhớ rõ không? Dạ em nhớ rõ mà chính xác luôn. Em nói em nhớ bây giờ Vinh nói nếu mà nhớ chính xác tới đâu mình phải trình bày tới đó. Ừ. Mà phải là chính xác nha, cái này là mình đã giúp cho cơ quan chức năng rồi, mình nói hơi lệch nữa thì nó tội cho người ta. Dạ. Nó bây giờ thì rồi anh mong Vinh cứ cung cấp đi. Dạ, điển hình với gặp những người nào như là bé Tư hay gọi là Hiển á, bé Tư Hiển rồi, cu Anh nè, cu Anh, cậu Hải Em nè, cậu Hải Em, cậu Thu nè, cậu Thu, Măng nè, Măng, Hà Tiên nè, Hà Tiên. Dạ, phán những người ở sớm như là mấy anh Phan cho anh hỏi lại là những người em mới nói đó là những người là đó ngồi ở đâu? Ngồi chung bàn. Ngồi chung với bàn của em ngồi ở đâu em nhớ không? Là cạnh bàn thiên của nhà của ông Tư Lan á. Cạnh bàn thiên, em có thể đặt tả sơ cái bàn thiên đó là như thế nào không em? Như là ở nhà ông Tư Lan nói ra là cái bàn thiên nằm bên tôi bàn thiên, em ngồi bên trái của bàn thiên, nhà ngó ra thì em ngồi gặp bên trái của bàn thiên. À, nếu ở nhà từ nhà ngó ra bàn thiên thì mấy thiên. Em ngồi bên trái bàn thiên chứ không có trực diện. Dạ. Rồi. Là ngồi cặp cung kinh thoát nước á. À, vậy là bên hông đó là cung kinh thoát nước. Dạ. Nếu vậy là cái hẻm vô đó là cái hẻm vô nhà ông Tư Lan là cái hẻm cùng. Cái hẻm cùng. À, chính xác rồi. À. Như vậy là mấy người đó rồi em giữ như vậy thì em còn thấy ai trong đám tang được không? Cái trong ngoài bạn. Những người lớn ở sớm như là gặp như là cậu Ba Thẹo nè. Cậu Bảy Tèo. Rồi cậu Hai Hùng. À, một số người tại lâu quá mà không nhớ mà. Mấy người đó cũng ở trong xóm hả em? Dạ xóm không ạ, mấy người đó là mấy người lớn. Nhưng mà theo em nghĩ là mấy người đó có thấy Hải không? Em nghĩ cái đêm đó ai cũng biết mà xóm em ai cũng thấy Hải không? Em nghĩ em thấy Hải. Rồi bây giờ em kể tiếp thôi, vậy là từ nãy em vô là em ngồi đó, vậy là chắc ước cũng em cúng lại ngồi đó cũng hơi lâu rồi đấy, thì khoảng bao lâu thì em thấy cái gì? Khoảng tầm 20 giờ thì em gặp Hồng Hải có đến dự đám tang. Rồi. Là Hải có chào em rồi chào những người bạn cùng ngồi chung bàn. Rồi. Sau đó em thấy Hải thì cũng phụ việc cho gia đình đám tang đó, chẳng hạn như là bưng bê, trà nước, bánh trái, đồ ăn thức uống cho những vị khách mà dự đám tang đêm đó đó. Rồi tầm khoảng đâu 20:30. Vinh cho anh hỏi thêm cái này, tại vì anh phải hỏi cho nó xác thực. Dạ. Cứ tại sao mấy em đi đám tang mà như Vinh vô thì Vinh đi cúng đi lại ngồi bàn, tại sao khác anh thấy Hải sao lại khác? Có tình tiết này rất là lạ, để anh xác thực có đúng hay không là tại sao Hải không vô ngồi bàn liền mà lại vô chào em xong rồi đi giếng xong rồi Hải lại có động tác đi phụ. Yeah. Như vậy thì theo Vinh biết tại sao nó như vậy? Dạ
tại sao là ngày xưa giờ ở xóm được cái là nó rất là đẹp trai. À rất đẹp trai hả? Nhìn thoáng ra là nó mặt nó sáng lắm, được cái nó hiền, nó rể rất là lễ phép. Anh thấy Vinh đẹp trai lắm mà. Và mình không mặc nữa đó đâu. Chứ có đặc điểm cái ưu điểm đó là những cái đám tiệc nào ở xóm á, nó thường lầu phụ lắm, trong xe nè. À, vậy là cái đó là như là cái tính cách của nó luôn hả? Của nó là như vậy. À, phụ giúp như việc đặt ở sớm lắm. À, coi như là ở sớm ta có hữu sự, thiền hải mà hả rảnh là lợi. À, cái thông tin này anh cũng đã xác minh chính xác vậy đó. Anh đọc nên rất là nhiều người, giống như là cái chùa chiền đoàn hải cũng hay đi làm công quả phải không? Em nói thêm là bé này gặp người lớn rồi nó gặp đầu mới chào hỏi mà nó lại khép lắm. À. Hải lễ phép lớn nó một hai tuổi nó đổ chào hết, chào hết. Càng lớn thì nó phanh tay nó cúi đầu nó chào nữa. Ừ. Ngoan lắm. À, Vinh có thể cho anh biết là nhớ chính xác là Hải tới vậy thì Hải tới á thì có chào xong rồi ngày Vinh quan sát vậy rồi diễn biến như thế nào nữa, em thấy cái gì em nói. Dạ. Thì trong cái khoảng thời gian em ngồi đó là em cũng anh em cũng tâm sự. Tâm sự công việc và công việc chia buồn cho giáo quý gia đình. Rồi một khoảng tầm từ 20:30 á là em về á, là em có gặp Hải đến để có vỗ vai Hải á, là em chào Hải thôi, có chơi thì đừng kêu quá, về để nghỉ ngơi. À. Thì em mới xin phép em về. Em trình bày lại cái khoảng này là em trình bày lại là em ngồi một tí thì em thấy Hải là phụ trong đám là dọn dẹp, dọn bàn, bưng bê trà nước với lại bưng đồ ăn cho các bạn. Rồi em nãy em nói mấy giờ em chuẩn bị về? Khoảng tầm 20:30 đó. Là thẳng 8:30. Khoảng 8:30 đêm đó. À rồi, rồi trước khi em về thì sao? Thì Hải có lại ngồi chung bàn. Hải có lại ngồi chung bàn với em, với mấy anh em luôn. Ừ, rồi nguyên tâm sự vậy đó. À, nói chuyện nha hả? Dạ, rồi, em xin phép em đứng dậy em về. Em có bỏ hai giây Hải nói một câu là dù có chơi đừng có kêu quá. À, về nghỉ ngơi. Tại Hải tới sau về sau kiểu vậy bao. Nhưng mà anh hỏi Vinh vậy nè. Tại sao lại Vinh đang ở chơi với mấy anh em mà ít chưa người về mà Vinh về như vậy là có sớm không? Là như thế nào? Tại sao Vinh phải về giấc đó? Dạ thì khoảng thời gian từ 20:30 tới khoảng 21:00 đó là em có công việc là về phải chăm sóc phụ vợ để lo con vì con em mới khoảng tầm 1 tuổi à. Ủa là vậy là hai chồng Vinh lúc đó mới có bé hả? Dạ. Những ngày đi công việc em về là em phụ lo mình con, đưa con ngủ, pha sữa rồi thay tã gì đó. À. Nhưng mà em nghỉ ngơi sáng em phải đi làm, những ngày em chạy đưa ôm gì đó. Lúc đó là Vinh chạy sang đưa ôm. À, là tại vì chắc cũng chạy thì cũng hơi vất vả, mình đâu có dám ăn nhậu nhiều phải không? À, lúc đó Vinh mấy tuổi nha? Lúc đó em đậu 27-28 rồi. 27-28 tuổi hả? Vậy là Vinh cũng mới có gia đình đó. Cũng giỏi ha, tính ra là cũng đi chơi cũng nhớ về giờ về chăm con nữa. Nhưng mà tại sao cái đó là thường thường phụ nữ làm hay là Vinh làm cảm thấy nó khéo hơn? Thấy vợ vất vả quá, học hỏi vợ cách chăm sóc. Vô phụ mà làm riết thấy cũng khéo hả? Dạ, khéo tay hơn vợ. Đây cũng một thanh niên cũng hơi chăm mấy mốt mấy chị nào. Anh thì không được vậy, anh thì không được nha em, anh cái vụ đó anh dở lắm. Như vậy là em về thì như vậy là khoảng 8:30 em về tới nhà chắc đó về khoảng 10 phút hả Vinh? Dạ, nếu băng chạy tầm 10 phút tới nhà. Nói chung là về tới nhà chưa tới 9 giờ đâu. Chưa đâu. Chưa tới 9 giờ. Ừ. Thì sau đó thì hội Hải đi đâu em biết không? Nếu mà đám đó xong đi đâu em biết không? Dạ không ạ. Không biết. Không biết. Rồi không biết gì hết. Rồi sáng mai cái vụ án xảy ra thì em như thế nào, em nghe ở đâu mà như thế nào ấy lúc đó? Thì sáng em xuống bến xe em chạy là em nghe mấy ông anh xe ôm nó bàn tán rồi công an đang khoanh vùng khu cục Cầu Voi. Cầu Voi á, là khám nghiệm đi công cộng như nó từ án gì giết người hai người phụ nữ. Chỉ nghe thôi. Lúc em nghe là em đang ở đâu vậy? Em ở bến xe ôm Ngã Ba Bình Ảnh á. Xe ôm Ngã Ba Bình Ảnh là ngay chỗ cái cổng chào vợ phải không? Cổng chào vợ về bên trái ngược chiều về cổng. Mà lúc đó khoảng mấy giờ Vinh nhớ không? Buổi sáng. Buổi sáng em nghe tầm cỡ từ 8 mấy tới 9 giờ sáng. Tại vì em đi cũng hơi trễ phải không?
Rồi Vinh có chạy xuống hiện trường để coi không? Dạ không. Không à, nghe vậy thôi, nghe luôn phong phanh vậy thôi. Dạ, rồi sau đó mình không nghe gì hết. Rồi cái Vinh có thấy là từ cái lúc xảy ra vụ án đó tới 2 tháng mấy sau lúc Hải bắt á, thì Hải nó như thế nào, nó có bình thường như mọi người không, hay là nó có biểu hiện gì mà nó khác người không, hay là nó có cái kiểu như là nó bình thường, nó không có liên quan gì hết, hay là nó có những cái biểu hiện là sợ sệt, hay là nó như thế nào theo? Thì em biết nó cũng đi học về cũng những ngày cuối tuần đó nó về thì cũng bình thường. Cũng bình thường à? À, có nghĩa là từ lúc đám tang là vụ án xảy ra đến cái lúc Hải bị bắt là khoảng hơn hai tháng sau. Yeah. Em vẫn thấy Hải nó biểu hiện rất là bình thường, giống như em, như mọi người thôi. À, cái này là cũng là một cái yếu tố rất là chứ không có vi phạm hết mà sợ gì. Với lại thôi, vậy là em cũng là người hàng xóm anh em với hội Hải, em chắc anh biết rành thì sẵn đây cho anh hỏi luôn. Anh được biết là hội Hải trong xóm là nó là một thanh niên, mình dùng cái từ là cũng hơi mẫu mực á, nó rất là ấy. Thì theo em, theo cái bản thân em đánh giá Hồ Duy Hải là một thanh niên như thế nào trong cái cơ quan điều tra này? Nói đi anh nói thêm là có nói là Hồ Duy Hải là một thanh niên giống như là hư hỏng, chơi bời, coi như là cá độ bóng đá, ăn tiền, đánh đề, thiếu nợ, không có thiếu giáo dục, cha mẹ thiếu giáo dục. Rồi mới sanh ra là hư hỏng. Thì em khách quan, em nói về Hồ Duy Hải thì với một tư cách là một người hàng xóm anh em và biết rất rõ thì Hồ Duy Hải thì em cũng trình bày thật đi. Có sao em nói y vậy cho mọi người biết. Cảm nhận của em á là em Hồ Duy Hải là em chưa từng thấy nó đòi bạn ăn chơi là gì. Em chưa từng thấy em rồi. Em chưa từng thấy. Em chưa từng thấy. Mắt em chưa từng thấy bao giờ rồi. Tánh tình của Hải sao em? Tánh tình của Hải, nếu mà em nói này có thể là hơn quá. Cha mẹ rất may mắn sinh ra được nó. Trời ơi. Con rất là ngoan hiền. Rất ngoan hiền. Nếu mà ai mà cưới được nó là có phước. Có phước. Nó lễ phép lắm. Dạ. Nó... Kính trên, kính trên đường, đường dưới đó. Ai cũng nói vậy ha. Dạ, dạ nhắc em còn xúc động. Phải không? Ừ, em xúc động. Tại em cũng là anh em lớn hơn Hải 4 tuổi, 3 tuổi. Dạ. Nói chung nó đẹp, nó dễ thương lắm. Nó đẹp, dễ thương ha. Em là thanh niên thấy nói em cũng mê, đẹp trai như nó, quá tuyệt vời ha. Nó đẹp cái lưỡi dễ thương lắm. Em cái hôm nay thì anh cũng chia sẻ như vậy, rất là may mắn cho cái này cũng là cái tư liệu để cho giúp cho cơ quan điều tra người ta đi đúng hướng hơn, để giúp cho dự án này nó sáng tỏ. Rồi hung thủ là như nào, Hải có tội hay không, thì cái này anh cũng xin phép em, nếu được anh sẽ xin phép em, có thể anh công bố này lên cho cộng đồng biết sau này nếu một thời điểm phù hợp. Dạ. Yeah, rồi ok. Thì cái này là em nói hoàn toàn sự thật. À, sự thật thì và anh cũng nhìn cũng có nãy em nói với anh là em sẽ làm cái xác nhận gì đó, thì chắc em cũng phải tự em nhớ em làm và để cho giúp cho em gỡ chai, em tính làm cái đơn để em gỡ chai. Em nãy em gửi cho ông gì mà bảo vệ quyền lợi cho Hải em? Ông luật sư Trần Hồng Không. Luật sư Hồng Không à, em sẽ làm cái đơn để em xác minh sự thật. Tại vì không ai hỏi mình hết thì bây giờ mình biết mình phải không nên, tại vì thực ra là Vinh cũng có cái tên trong đám mai. Đám tang mà trong cái bản khai của Hải ngày 20 tháng 3 năm 2008. Thì vậy là có ai cái này thì vậy thì Vinh làm đi gửi thì anh sẽ chuyển cái đó. Anh sẽ chuyển cái đó cho luật sư Trần Phong để Trần Phong bổ sung vô hồ sơ mà làm việc với các cơ quan liên quan. Thôi vậy là anh cũng thay mặt cho gia đình Hồ Duy Hải và một số người yêu công lý thì rất cảm ơn em. Nói chung là sự thật nó cũng che mờ lâu quá rồi, thì em cũng là người trong cuộc nhưng mà cũng không ai hỏi gì mình hết. Như vậy là
chắc sau cái buổi phỏng vấn này và cái đơn của em thì anh nghĩ là sẽ giúp ích nhiều cho vụ án này nó sáng tỏ hơn. Anh cảm ơn em nha. Chào em. Dù ta lào đảng ra chỉ đạo, hơi muôn dân toàn đảng toàn quân. Họ dù ta lào bồ vây kéo nơi, bắt quan gian hãm hại dân lành. Họ dù ta lào chúng ta bắt hết, giữ biên cương hải đảo xa xôi. Họ dù ta lào đồng tâm quyết chi, được lòng dân ý đảng quang vinh. Họ dù ta lào luật pháp nghiêm minh, vụ an oan họ hồ duy hải. Họ dù ta lào chúng ta bắt hết, lũ Việt gian hại đảng hại dân. Họ dù ta lào tiến vào sao huyệt, bắn thành trung nhanh hùng phó tranh. Họ dù ta lào hồ sơ chứng cứ, buộc khai ra những kẻ đứng đầu. Họ dù ta lào không cho chúng toan, chứng cứ trong tay khi đã chu toàn. Họ dù ta lào luật pháp nghiêm minh, lũ Việt gian đã đến ngày đền tội. Họ dù ta lào muôn dân phấn khởi, hát reo vang đảng cộng sản Việt Nam. Họ dù ta lào chúng ta đoàn kết, đã có Bác Hồ vạch nối chúng ta đi. Họ dù ta lào một lòng theo đảng, cờ tổ quốc tung bay mãi mãi vững bền.